Kính thưa quý đại biểu, thưa ban giám khảo cùng toàn thể hội thi, lời đầu tiên thay mặt cho đơn vị xã Đức Phục xin được gửi tới quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Tham gia hội thi ngày hôm nay, đơn vị xã Đức Phục liên tiếp với các tiết mục múa sang hoa ban, hát em là cô giáo vùng cao và cuối cùng là tiết mục hát múa duyên lành vùng cao. Sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức